Hi, xin chào mọi người, lại là Son Studio đây. Hôm nay thì mình làm một clip để hướng dẫn cho mọi người tải tất cả mọi thứ trên đời về phần mềm plugin, hướng dẫn cho mọi người một cái website để mọi người có thể tải mọi thứ. Thì ở cái video trước mình hướng dẫn cho mọi người là sử dụng cái plugin The Glue ấy, nhưng mà mình gặp vấn đề trong việc là tải cái file lên Google Drive cho mọi người tải về thì gặp trục trặc, cho nên là mọi người tải về nó không tải về được hoặc là nó cảnh báo điều gì đó, đúng không? Thì nhân tiện đây mình sẽ làm luôn một cái video hướng dẫn cho mọi người tải mọi thứ trên đời, mọi phần mềm luôn. Nhưng mà sau khi xem video này mọi người làm xong á, ai hỏi hay mọi người đừng có share hay đừng có gì hết nha, đừng có nói là mình chia sẻ nha. Thì cái này á là anh em trong nghề mới biết thôi, nhưng mà thực sự ra cái này nó cũng gọi là nó cũng không tốt đó, cho nên là mọi người sử dụng cho riêng cá nhân thì được nha, đừng có chia sẻ nhiều. Ok, thì mình sẽ làm mẫu cho mọi người cách tải một plugin bất kỳ nào đó và hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cái plugin The Glue luôn nha. Đầu tiên là mọi người, đó là cái website RuneTracker. Thì muốn tải được cái từ cái website RuneTracker này thì mọi người vào một cái tải về cho mình một cái ứng dụng gọi là uTorrent. Thì mọi người có hai cách. Một là mọi người tải cái app uTorrent trên PC này về máy để cho nó chạy, nó tải trực tiếp từ cái website RuneTracker về. Hai là mọi người cài cho mình cái phần mềm Cốc Cốc á, tải cho mình cái app Cốc Cốc cũng được. Mình hay dùng cái uTorrent này hơn. Thì mọi người lên Google, mọi người gõ này uTorrent, mọi người tải cho mình cái uTorrent Classic ha, free download. Download now. Bây giờ mình sẽ tải về desktop ha. Rồi sau khi tải về thì mọi người mở ra để cài đặt nha. Cài đặt cái uTorrent này. Mọi người bấm next này. Tiếp tục bấm next ha. Rồi agree này. Mọi người đừng có cài cái này vô nha. Mọi người bấm decline này. Rồi mọi người bấm next. Tiếp tục bấm next. Rồi sau khi cài đặt xong thì mọi người có thể là gõ bất kỳ cái app nào, cái ứng dụng nào, cái plugin nào, cái phần mềm nào đó ở trên Google và kèm theo chữ RuneTracker. Nhìn mình làm nha. Ví dụ mình tải plugin The Glue hôm bữa nha. Mọi người gõ The Glue này. Mọi người kèm cho mình thêm cái chữ là RuneTracker nữa. Mọi người kèm thêm chữ là RuneTracker. Đấy. Thì những lần sau thì mọi người tìm plugin nào đó thì gõ thêm cái chữ RuneTracker phía sau nha. Bấm Enter này. Đấy. Thì mọi người xem là CytoMix The Glue 1.5 VST này. Mọi người tìm cho mình cái chữ nào mà có dạng là VST, VST2, VST3 nha. Còn nếu ai mà máy Mac á, thì mọi người nhìn xem coi nó có chữ là OS X hay không nha. Đấy, thì bây giờ mình tải bản 1.5 này, bản mới hơn 1.4 này, 1.3 này, thì nó hơi cũ. Và mọi người nhớ cái đường link này, nhớ cái website của nó là RuneTracker nha. Mọi người mà bấm tải từ những cái website mà không chưa có được xác định, mình ít khi tải những cái trang lạ lắm, mình chỉ tải từ RuneTracker thôi. Tất nhiên là mấy cái hàng này thì nó cũng là rủi ro cao, nhưng mà RuneTracker là mình xưa giờ mình cài ít khi bị lỗi nha. Còn những cái trang khác là hên xui. Những cái trang khác nhiều khi mọi người bấm vào á, nó vẫn hiện là CytoMix The Glue này, nhưng mà khi mọi người bấm vào á là nó ra những cái trang khác là mọi người tải về cài đặt là bị virus liền nha. Thì mọi người nhớ để ý cho mình là cái chữ là RuneTracker.org này. Ok, thì bây giờ mình tải cái bản mới nhất của The Glue này, mình bấm vào ha. Rồi vào đây thì mọi người thấy này, cái hình mũi tên đây là cái trang tiếng Nga không à. Thì mọi người không thích thì mọi người có thể là cài thêm cái translate để dịch nó sang tiếng Việt cũng được, nhưng mà không quan trọng đâu. Mọi người để ý cho mình một số cái này. Thứ nhất là cái VST, nó phải có cái chữ VST nha thì mới cài trên phần mềm Studio One hoặc Cubase bản Windows. Còn nếu mà bản Mac OS thì mọi người gõ thêm cái chữ Mac OS nữa để tìm đúng cái plugin cài nha. Rồi nó hỗ trợ là 64 bit nè, mọi người để ý. Rồi mọi người bấm vào cái nút này cho mình nè. Nó sẽ tải bằng cái nam châm, nó tự nó tải về cái uTorrent đây nè,
cái tutorial hồi nãy mình cài nè. Đấy, bây giờ này bấm vô nha. Ok, à nó đang, mình đang mở cái tutorial lên, mình exit nha. Exit này. Yes. Rồi bây giờ bình thường đây, mọi người bấm vào đi. Đó, mọi người bấm vào, lần sau mọi người bấm vào nó sẽ ra cái kiểu này. Thì mình chỉ cần chọn cái đường lưu này. Ví dụ mình sẽ lưu ngoài desktop nha. Select này. Rồi chờ cho nó tải, nó lên tutorial rồi nó... Rồi, thông thường thì mọi người sẽ có cái file R2R này. Là cái file đó đó, là cái file để dùng để đó đó. À, và một cái file setup, được chưa? Rồi bây giờ mình chọn đường lưu ngoài desktop rồi. Mình nhớ cái tên ha, Cytomic đường lưu 1.5 này. Bấm OK, bắt đầu nó sẽ tải về từ cái uTorrent nó tải từ cái website này nha. Đó, nó dùng liên kết 500 để nó tải về. Còn nếu mọi người không dùng cái app uTorrent này á, thì nó sẽ mọi người có thể tải thông qua Cốc Cốc cũng được. Cốc Cốc cũng có cái liên kết 500 với các cái đường link uTorrent, nó tải về được nha. Nhưng mà mình không thích tải từ Cốc Cốc, nó nặng sao, nó lâu hơn là tải trực tiếp trên cái app uTorrent mình cài về. Thì bây giờ mình bấm OK nè. OK ha. Từ glue này, downloading này, down speed này, tốc độ down về á. Thì tốc độ mạng mọi người càng nhanh á thì tải về nhanh thôi. Ồ, rất là nhanh nhá. Và ưu điểm của cái uTorrent này á là cho dù có mất điện hay gì nữa thì lần sau mọi người mở máy ra tiếp tục cài được. Còn Cốc Cốc là hình như nó mất luôn á. Rồi ví dụ cài xong ha, mình ra desktop này, mọi người thấy nè. Đây, cái file của mình đây nhá. Đây là cái file của mình. Rồi, mọi người sẽ cài này. Trước tiên luôn luôn mọi người, bất cứ cái file nào mọi người cũng phải là cài đặt Run Admin nha. Có một cái file cài đặt và một cái file kia để mọi người làm. Đấy, Run Admin này. Mọi người hiện cái này thì mọi người cứ bấm Run Anyway nha. Nó cảnh báo, trên Windows nó cảnh báo thôi. Rồi, bấm Next. Next. Mọi người nhớ chọn cho mình VST nha. Mình nói là VST nè. Cubase, Studio One. Thì nó sẽ chạy các cái plugin dạng VST. Thì mới nhất là VST 3, cũ hơn là VST 2, cũ hơn nữa, đời lâu hơn nữa là VST. Thì cái dạng nào cũng được, thì mọi người cứ ưu tiên từ mới nhất xuống cũ nhất nha. Có VST 3 thì ưu tiên VST 3, có VST 2 thì ưu tiên VST 2 trước. Thì cái nào cũng được. Còn những cái dạng này là AAX, là dùng cho những cái đo khác, ví dụ như Pro Tool thì vậy. Mình không nhớ rõ nhưng mà nó sẽ dùng cho những cái đo khác, nó nhận diện mấy cái dạng AAX nè, rồi cái dạng RTAS nữa. Đó, thì có nhiều dạng plugin, thì mọi người cứ nhớ là xài Studio One hay Cubase là chọn cho mình VST là được nha. Bấm Next. Next. Install. Do máy mình đã cài đặt rồi cho nên nó hiện kiểu này nha. Rồi sau đó thì mọi người mở phần mềm Studio One lên nha. Effect này. Chờ glue này. Mình đã làm rồi cho nên là nó hiện ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ gỡ the glue ra nha. Mình sẽ gỡ ra. Thì mọi người, bây giờ mình hướng dẫn cho mọi người cách gỡ plugin luôn nha. Mọi người vào setting này. Mọi người vào app này. Đây, mình gỡ ra, mình làm lại cho mọi người xem nha. Rồi, mình gỡ này. Mình tắt phần mềm đi, mình mở lại nha. Rồi mình mở lại phần mềm đây. Rồi mình lấy cái The Glue ra ha. Sau khi cài đặt xong mình lấy The Glue ra nè. Thì mọi người mở ra. Mọi người sẽ thấy kiểu này. Thì mọi người click vào cái dấu Authorize nè. Vô ha. Rồi mọi người mở cái file trong R2R lên nè. Chạy với quyền admin nha. Rồi. Bấm Run Anyway. Rồi, thì mọi người copy cái challenge code này. Ctrl C ha, copy cái challenge code này. Rồi, dán cái challenge code vào đây. Generate này, lấy cái key đó. Generate vào cái, thông thường thì mình sẽ generate vào document. Nhớ cái Cytomic Auth Excel. Exit nha, OK. Rồi bây giờ thì mình mở cái document ra nè. Rồi mọi người nắm cái file Cytomic Auth Authorize đó, nắm kéo qua đây. Là được.
Rồi mọi người tắt đi, nắm kéo qua đây. Thả ra, nắm kéo qua đây thả ra nhé. Rồi, authorization authorization complete, ok. Xong, vậy là được rồi. Đó, thì cái plugin này thì nó hơi lạ xíu ha. Thì còn những cái plugin khác thì kiểu như là lấy cái chìa khóa rồi đút vào là được rồi nha. Ok, thì cái video hôm nay thì nó cũng không có chủ đề gì rõ ràng, chỉ là hướng dẫn cho mọi người cách tải và cài đặt bất kỳ cái plugin nào trên cái ứng dụng, là trên cái web là RuTracker, và mọi người cài đặt cái ứng dụng uTorrent để hỗ trợ tải trực tiếp, tải nam châm từ cái RuTracker thôi. Và giải đáp cho mọi người cái cách cài đặt phần mềm, cài đặt cái plugin The Glue này ha. Ok, mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về phần mềm hay là về các cái plugin thì hãy comment ở phía bên dưới, để khi nào mình có thời gian mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo của Sound Studio. Xin chào.